Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Thì theo nguyên tắc đó, là có dòng xuyến chúng ta nhường bên trái, còn trường hợp như thế này là không có dòng xuyến thì chúng ta sẽ nhường cho bên phải. Có nghĩa là tới ngã ba ngã tư mà không có dòng xuyến thì bên phải không vướng sẽ được quyền đi trước. Hay nói cách khác, người ta gọi đây là quy tắc bàn tay phải. Quy tắc bàn tay phải có nghĩa là sao? Mình đi tới ngã ba ngã tư mà không có vòng xuyến, không có vùng binh đó, bên phải không vướng sẽ được quyền đi trước, đó là gọi là quy tắc bàn tay phải. Như rõ ràng chúng ta thấy nè, bên phải có chiếc xe mô tô, chạy của chiếc mô tô hai bánh đây thì là không có. Như vậy hiển nhiên mô tô hai bánh sẽ được quyền đi trước. Rồi khi mô tô hai bánh đi rồi thì sẽ tới lượt thằng nào? À, tới lượt xe lam. Rồi mới tên là tới xe tải. Như vậy ý trả lời cuối cùng sẽ là ý số 3. Rồi tương tự câu hỏi này cũng vậy. Như vậy chúng ta rõ ràng chúng ta thấy là bên phần mô tô và xe đạp bên phải nó không vướng, hiển nhiên nó được đi số 1. Rồi khi nó đi rồi thì xe lam lại không vướng thì xe lam được đi số 2, và cuối cùng sẽ là xe con. Như ý trả lời cuối cùng sẽ là ý số 4. Rồi, cái quy tắc xét quyền ưu tiên tại nơi giao nhau. Bây giờ như thế này. Bây giờ đó có một số người hỏi, nếu trường hợp có một chiếc xe nằm ở vị trí này nữa thì bây giờ giải quyết như thế nào? À, thì cái câu trả lời có thể hợp lý nhất đó, có thể là như thế này. Nếu mà lưu lượng xe ở ngã ba ngã tư này, nếu mà có thêm chiếc đây thì là lưu lượng qua lại giữa ngã ba ngã tư này rất là đông rồi, thì khi đó sở giao thông người ta sẽ cấm biển ưu tiên hoặc biển không ưu tiên, hoặc hơn nữa người ta sẽ cấm đèn báo hiệu để phân định. Chứ nếu mà lưu lượng đông mà chúng ta lại không dùng một cái điều tiết nào hết thì sẽ gây ách tắc giao thông hoặc là rất là dễ gây tai nạn. Thì nếu có một chiếc xe nữa ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái bước sau để giải quyết nè. Đây cái quy tắc là xét quyền ưu tiên tại nơi giao nhau. Có nghĩa là bây giờ tại nơi giao nhau có rất nhiều loại xe tham gia cùng một lúc, thì anh nào cũng giành đi trước thì sẽ gây ra các xe, đó là chuyện hiển nhiên rồi. Thì bây giờ mình sẽ phân quyền như vậy á, thì mình sẽ phân theo 4 bước. Thứ nhất, mình sẽ xét cái hiện trạng chiếc xe đó, hiện trạng của nó đã nằm trong giao lộ hay chưa, ha, giao lộ nằm trong giao lộ hay chưa, giao lộ là như thế nào. Bây giờ tôi lấy giả dụ, bây giờ giao lộ là được giới hạn bởi 4 cái vạch kẻ đường cho người đi bộ. Đây là khu vực này là khu vực giao lộ đó. Như vậy trường hợp thằng xe lam này đã vô giao lộ nè, còn hai xe này thì nằm ngoài giao lộ. Như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ xét cái hiện trạng đó trước. Ai anh nào vô giao lộ trước được quyền đi trước. Một lý do rất đơn giản, vô giao lộ mà nó không đi thì các xe khác làm sao đi được, đúng không? Nó đứng ở giữa, nó cản lại là sao mà đi. Rồi khi xét hiện trạng xong, chúng ta sẽ xét tới xe ưu tiên. Thì xe ưu tiên thì có rất nhiều loại xe ưu tiên, nhưng mà bây giờ mình sẽ chỉ kể đến những cái loại xe ưu tiên mà nó thường trực thôi. Còn những cái loại xe ưu tiên mà thời vụ, ví dụ như hộ đê, phòng chống thiên tai, lũ lụt gì đó, thì những cái đó khi cái thời vụ của nó thì nó được, hiển nhiên nó được ưu tiên rồi. Còn bình thường thì mình chỉ xét 4 loại xe ưu tiên thường trực hiện nay thôi. Thì ở thời bình á, thì xe ưu tiên đầu tiên là xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, vì nó cứu được rất nhiều tài sản, cứu rất được nhiều mạng người, cứu quả rất là cấp bách. Rồi thứ hai là tới xe quân sự, thứ ba là xe công an, và thứ tư là xe cứu thương. Vì xe cứu thương chỉ cứu được một người, và có thể là nó đang đi trên đường đi chuyển bệnh, ha, có thể là nó đang trên đường đi chuyển bệnh hoặc là nó chuyển bệnh viện thôi, chứ nó cũng chưa chắc là đã có cái tình huống cấp cứu cấp cứu quan trọng. Nên chúng ta nhớ nha. Rồi các bạn ghi vô: xe ưu tiên 2 chấm, xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, rồi mới tới xe cứu thương. Rồi khi xét các xe ưu tiên đi xong thì chúng ta sẽ xét tới đường nào đường ưu tiên. Thì hiển nhiên đường trên phương tiện trên đường ưu tiên thì được hiển nhiên đã được quyền đi trước rồi. Rồi bước thứ ba là xét đường ưu tiên. Nhưng mà bây giờ trên đường ưu tiên thì lại có rất nhiều xe tham gia, à thì thằng nào được đi trước đây? Thì lúc đó chúng ta sẽ xét tới bước thứ tư,
là xét tới hướng ưu tiên. Thì xét tới hướng ưu tiên, các bạn ghi thêm vô hai chấm, rẽ phải, đi thẳng rồi mới rẽ trái. Chúng ta rẽ phải á, khi mà chúng ta chạy trong thành phố á, chúng ta tìm đường được, chúng ta rẽ phải á, thì sẽ nhanh hơn rẽ trái rất là nhiều ha. Chú ý, có một số công trung tâm công ty vận chuyển đó, người ta sẽ sắp lập cho tài xế, người ta sẽ sắp tuyến đường như thế nào mà để cho tài xế rẽ phải tối đa ha, như đó là sẽ tiết kiệm được nhiên liệu và thời gian. Rồi chúng ta đi vào những câu hỏi thực tế như thế này. Câu hỏi nó hỏi như sao? Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Thì đầu tiên chúng ta xét cái gì? À, chúng ta sẽ xét cái hiện trạng coi nó có nằm trong giao lộ hay chưa. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy xe lam nó nằm trong giao lộ rồi, thì xe lam được hiển nhiên là sẽ được đi số 1. Rồi chúng ta xét tới xe ưu tiên. Trong hình này có xe ưu tiên không? À, có xe cứu thương, thì nó hiển nhiên nó được đi số 2. Rồi xe con thì còn lại là đi số 3. Câu này rất là đơn giản ha. Ý trả lời cuối cùng là ý số 1. Trường hợp này thì sao? Trường hợp này chúng ta xét nè, hiện trạng là không có xe nào lọt vô cả. Rồi xét tới xe ưu tiên. À, ở đây có hai loại xe ưu tiên. Như vậy thì thằng nào được đi trước? À, thằng chữa trái được quyền đi trước. Rồi, rồi. Như vậy thằng chữa trái đi số 1. Xe cứu thương đi số 2. Xe con hiển nhiên đi số 3 rồi ha. Ý trả lời cuối cùng là ý số 2. Rồi thứ tự các xe đi thế nào đúng quy tắc giao thông? Rồi chúng ta phân tích nè, trong giao lộ không có ai, à, không có anh nào hết. Rồi có xe ưu tiên không? Không, bốn xe dân dụng hết. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ phân tích nè, chúng ta thấy cái biển của Metro này là biển ưu tiên, biển bên đây lật ngược mặt lại. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định đây, đường này là đường ưu tiên. Ngược lại, biển tam giác chúi đầu xuống đất như thế này là đường biển không ưu tiên. Bên đây lật mặt ngược lại. Như vậy rõ ràng chúng ta sẽ xác định được đường này là đường không ưu tiên. Như vậy đường ưu tiên sẽ được quyền đi trước. Nhưng đường ưu tiên thì có hai xe. À, có xe tải nè, rồi xe mô tô. Như vậy thì xe nào được quyền đi trước? À, bây giờ chúng ta sẽ xét tới cái hướng. Cái hướng là cái gì? À, rẽ phải, đi thẳng rồi mới tới rẽ trái. Như vậy thì hiển nhiên là xe tải đi trước, rồi tới mô tô hai bánh. Rồi khi đường ưu tiên đi xong thì chúng ta sẽ xét tới đường không ưu tiên. Không ưu tiên thì chúng ta cũng sẽ thấy là xe lam đi thẳng và xe con rẽ trái. Như vậy thì thằng nào được quyền đi trước? À, hiển nhiên là xe lam. Như vậy ý trả lời cuối cùng của chúng ta là ý số 2, xe tải, mô tô, xe lam và xe con. Rồi tiếp theo trường hợp này, xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? Chúng ta thấy đây là biển gì? Giao nhau của đường cùng cấp. Đây là biển giao nhau của đường cùng cấp. Như vậy hai cái đường này nó cùng cấp với nhau, không thằng nào nhường cho thằng nào cả. Như vậy chúng ta sẽ xét tới cái hướng thằng xe khách đi thẳng, thằng xe con màu xanh nó rẽ phải. Như vậy theo hướng thì thằng nào rẽ phải mới tới đi thẳng, đúng không? Cái thằng xe khách này nó đi thẳng thì nó thằng xe tải nó đi thẳng thì nó đã không có cắt ngang cái nào rồi, thì nó không cần nhường, nó cứ tiếp tục nó đi. Thì mình chỉ xét là thằng xe khách và thằng xe con. Như vậy theo hướng là rẽ phải rồi tới đi thẳng. Như vậy thằng nào phải nhường? À, xe khách phải nhường. Vậy ý cuối cùng trả lời là ý số 2. Rồi trường hợp này cũng rất là đơn giản. Thứ tự các xe đi như thế nào đúng quy tắc giao thông? Biển giao nhau tuyến đường cung cấp, biển giao nhau tuyến đường cung cấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét tới cái hướng đó, thì nào được quyền đi trước? À, xe tải ra phải được quyền đi trước. Rồi xe khách đi thẳng, rồi đầu mới tới xe con. Ý trả lời ý cuối cùng là ý số 3. Rồi thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Chúng ta thấy cái hình này là tương đương cái hình hồi nãy ha, giống như hình hồi nãy, chỉ có khác cái là cái gì? Xe khách bây giờ nó không chạy thẳng mà nó rẽ phải. À, xe tải đi trước hả? Hay là xe khách đi trước? Tại vì hai thằng này rẽ phải thì nó không có giao với nhau, đúng không? Nó không có giao qua nhau, nên bây giờ mình sẽ cho cả hai xe đi một lượt. Nên mình phải nhớ là xe khách và xe tải
rồi mới tới xe con ha, xe khách và xe tải rồi tới xe con. Ý trả lời cuối cùng là ý số 1. Rồi top 10 câu hỏi hay sai thì các bạn cũng không nên ghi vào, tại vì những câu hỏi của các sách của các trường nó sẽ sắp hơi bị lệch những cái câu hỏi với nhau. Đó là lúc in sách ra thì tùy những cái trường người ta sẽ gom lại theo nhóm để người ta dễ dạy học viên, nên những cái câu này nó đã bị lệch rồi. Rồi như thế là chúng ta sẽ giải quyết xong những cái nguyên tắc đáng nhớ.